toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Điểm đến tiếp theo trong hành trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp tại thành phố biển xinh đẹp, đó chính là vùng vịnh Nha Phương thuộc thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương. Vùng vịnh hoang sơ với những dãy núi nhấp nhô, biển nước xanh ngắt mênh mông làm nên khung cảnh thơ mộng khó tả. Cùng gặp gỡ những ngư dân hiền hòa chất phác ngoài khơi xa để có một trải nghiệm thú vị trong tập này nha. Xin chào mừng mọi người đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Rồi, tới nơi rồi mọi người ơi. Rồi, từ từ từ, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Xong, xong xuôi. Có bao giờ mọi người thấy đi xe hơi mà phải mặc áo mưa bao giờ chưa? Dễ gì có được. Hello chị. Chào anh. Em muốn vô gặp chùm ở đây. Ông bà chủ đang đợi anh dưới này. Ông bà chủ đang đợi hả? Mình là nhà sản xuất rong nho biển. Trời ơi. Yeah. Trời. Xin chào mừng đến cơ sở của chúng tôi. Xin chào. Ủa? Sao là? Anh đi làm gì vậy? Anh đi đến... Đang thu hoạch rong nho. Thu hoạch rong nho với một số anh chị em công nhân. Số anh chị em công nhân hả? À, cái rong nho này mình ăn được không? Được anh được không chứ anh? Cái trang trại mình nằm đâu hả? Là mình nằm đâu đó? Ở Ninh Hải nè, ở Ninh Hải. À, Ninh Hải hả? Vâng, Ninh Hải. Cái này là ngày xưa là Nhật. Nhật người ta trồng được mấy chục năm rồi. Mấy chục năm anh. Rồi xong mới đưa về Việt Nam mình trồng được mười mấy năm nay. 15 năm. Nhưng mà cái vùng Khánh Hòa này này, vùng vịnh Khách Nha Trang này này là trồng là tốt nhất. Là tốt dinh dưỡng là cái chất lượng là tốt nhất. Mà sao nó hơi mặn ta? Mặn là nó là biển anh. Biển mà. Nó là trong nhau là biển mà. Trong cái nó là mấy bao nhiêu phần trăm là nước biển mà. Ê, ông bà chủ này chắc ông bà chủ giả mạo quá, tôi hỏi gì cũng không biết hết trơn. Cái này nhiều ký. Cái này nhiều ký. Cái này em bỏ sĩ không à, nên không biết giá. Em bỏ sĩ nhiều ký. Bỏ sĩ. Đâu cái đó là nói được anh. Không bỏ sĩ. Đúng rồi, nói sao được anh nói là hay lời dữ không? Lời à lời lắm. Lời đó. Lời lắm. Lời đó chung là một vốn mà 80 mấy lời luôn. Một vốn 8 mấy lời hả? Nói chung là cơ sở thì tụi em làm ăn được không? Cái này giờ mình làm món gì ăn được Quỳnh? Rất nhiều món ạ. Thứ nhất là anh có thể trộn với sốt mè ăn sống. Rồi. Thứ hai? Salad. Salad là cũng là sốt mè rồi. Thì nó chủ yếu là nó ăn sống. Ăn sống là luôn luôn là thứ tốt nhất. Thì mình món Tây, món Nhật thì là mình cũng ăn cho nên ăn sống ạ. Này, này bổ lắm hả? Vâng. Nó có nhiều gì trong này? Thì mấy cái chất ống chống oxy hóa gì gì đó. Gì gì đó? Ủa gì chị? Ông chủ nuôi trồng cây gì? Xíu không nè. Hỏi có chất gì trong này ông đây? Thì mấy cái oxy hóa gì gì đó. Acid béo không no. Acid béo không no. Là acid tốt cho cơ thể đó. Rất tốt cho cơ thể ạ. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là với cái tư duy về ẩm thực của anh thì anh sẽ nghĩ ra những món khác. Em thì không phải chuyên về cái này lắm. Em chỉ làm sản xuất ra thôi. Rồi. Mình nghĩ làm món gì? Hả? Anh nghĩ mình nên làm món gì? Này hả? Này mà ăn sashimi cũng ngon. Hoặc là trứng cá. Trứng cá mà loại trứng cá lạc á. Trứng cá lạc. Mình kèm cái này theo. Kèm này vô là anh đỉnh luôn. Vâng. Bởi vì cái này nó kết cấu giống như cái trứng cá mà. Đúng rồi. Hay quá trời. Có chuyện kết cấu như trứng cá mà. Ủa trong game mọi người làm gì vậy? Mọi người đang đóng hộp ạ. Vô coi được không? Bởi đi vô coi em. Mời ekip Mời ekip vô coi khu đóng hộp của Phan Bình Quỳnh.
Rồi xin chào, hết hồn à. À đây là khu vực đóng gói hả? Khu vực đóng gói ạ. Nhưng mà nó mặn quá, ăn nó mặn quá. Đây là cái mà để người ta đang còn làm cho nó thành cái gói nhỏ. Người ta hả? Mình chứ, đây em nói chủ ở đây mà. Người ta là các bạn này này. Các bạn đang làm để cho nó thành cái gói nhỏ. Anh thấy như mình người ta bán cái gói sẵn không? Thì là 3 phần tươi thì sẽ được một phần mặn như thế. Là khi đó nó sẽ co lại được một phần. Ôi, không hiểu gì chứ. Ví dụ 3kg cà tươi sẽ được 1kg cái này muối. Anh hiểu không? Thì để khi đóng gói nó sẽ teo lên như này này. Khi mà anh ngâm nước thì nó sẽ nở ra, là thành cái này luôn. À, cái này dạng như dạng hút chân không á hả? Hút muối, nó là dạng muối anh ạ. Hút bớt nước. Nhưng mà cái này mình phải rửa qua chứ hơi mặn. Và cái này thì chưa rửa mà. Cái này là mình phải rửa qua nhiều lần nước ngọt thì nó sẽ nhạt dần. Ông này có phải ông chủ của chị không? Sao không biết gì vậy cái này hết trơn vậy? Tại cái này, cái quy trình này á là phải nữa. Là người chuyên người làm. Người chuyên làm của ông đi nhậu, ông biết nhạc không? Ông hát ông đâu biết đúng không? Ông cứ ta đi qua thung lũng mà em đi ông đâu qua hồ này đâu. Ông thì nói chung là cái này thì đã được gia truyền này, chúng em đã làm mấy chục năm nay rồi thì cũng mọi người cũng quen rồi. Nhiều khi mình cũng quên hết bớt kiến thức ấy. Một ký mình lời khoảng được, ví dụ như cà phê là người ta nói cà phê là 1 lời 10. Người ta nói nôm na đó thì cái này khoảng 1 lời mấy? À, theo chị thì lời bao nhiêu nhỉ? Mình lời bao nhiêu chị nhỉ? Bà đâu biết. Ông chủ ông hai chồng ông là chủ gì tôi hỏi ông mà. Thì em hỏi nhưng mà chị, anh thấy đây là bí mật nghề nghiệp cho nên là anh thấy trợ lý của em cũng không dám nói không. Rồi bây giờ mình không lẽ mình đứng mình ăn không cái này hoài. Đúng rồi. Mình đi kiếm cái gì đó để mình ăn chứ hả? Đúng rồi, mình chế cái gì đó cho cái này. Mời hết nhân viên mình đi không? Các bạn có ai muốn đi không ạ? Rồi mọi người không ai muốn đi hết rồi. Cái gì? Ông mời em mà đi ông ơi. Mời là mấy em ơi, hôm nay là ngày bả mời mấy em chúng ăn rồi. Ông chủ gì đó, các bạn đi không? Thật ra là như em là chủ đây nhưng mà trong hội đồng quản trị còn nhiều người lắm. Nếu mà mình mà cho công nhân nghỉ ngang á là họ sa thải em á. À, mình có hội đồng quản trị nữa hả? Vâng. À, vậy thôi mình đi kiếm gì mình ăn chứ. Vâng. Hả? Ngon. Đây. Dạ. Anh ơi, nhưng mà đút giày thì sao? Bây giờ vậy. Đó. Cái bịch này đây làm gì? Trời ơi. Đâu dép. Nói chung là bất thường luôn, đi mưa. Ông chào bơi bự nha. Bà vợ nó nhỏ. Dạ, ok. Trời, đầy đủ. Ông thiếu thứ gì? Ông mưa phải xịn đàng hoàng nha. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ không cần ông mưa đâu ha. Vâng, có vẻ trời hết rồi này. Quang rồi. Bây giờ chúng tôi đang đứng tại đây là và cái bức cái cầu cảng để chuẩn bị cho lên tàu. Chiếc tàu của chúng tôi là một chiếc tàu du thuyền hạng A của thế giới. Và chúng tôi chuẩn bị đi lang thang ngoài biển. Cái tàu này hả anh? Tàu bự nhất ở dưới hiện tại là của chúng tôi. Cái tàu sai đến giờ. Với chuẩn bị bơi cao phao hả? Cái nhỏ này hả? Tụi em không biết bơi đâu ấy. Làm gì đâu bơi. Rồi đi. Rồi let's go. Đi nào. Rồi vô. Nắng là nó trong veo đã ha. Yeah. Ủa nhà Quỳnh ở chỗ Nha Trang là ở chỗ nào? Dạ cách đây 20 phút thôi. À, ủa cách đây, ủa vậy vậy nó phải là trung tâm hả? Nó đi về hướng trung tâm thôi. Nó đi về hướng trung tâm xong mà. Nhưng mà ý là gần phòng chồng không? Không anh. Ủa là nhà em ở cuối Nha Trang, ở đây ở đầu Nha Trang. Ủa là hai vợ chồng đều ở Nha Trang hả? Dạ. Dạ. Không tí là hiện tại tụi em đang ở đây á. Sống ở đây mà, đâu có sống Sài Gòn nữa đâu anh. À, học sống thành phố Nha Trang. Dạ. À, là do con liệu sống Nha Trang từ lâu rồi. Đúng, dạ, rồi. Lên, lên kia. Lên kia. Có phao không? Không có phao hả? Có chứ, trên tàu có mà. Ok. Thế chứ không? Xong chưa? Rồi, Quỳnh xuống trước đi rồi vợ xuống sau. Rồi, xuống okay, ok. Bước ra cho dễ nè Quỳnh ơi, Quỳnh. Được chưa mọi người? Rồi. Rồi. Xong chưa? Ngon. Rồi. Ngày hôm nay chúng tôi đi biển mà biển hơi mưa gió. Hơi động. Nên chiếc ghe mọi người thấy ông nhỏ thôi. Nhưng mà nó nhìn nó ai mà chưa đi ghe thì bao giờ là hơi sợ đó chứ phải giỡn đâu. Let's go. Nhưng mà nói chung là có áo phao rồi là yên tâm rồi.
Gì ghê vậy? Lên gà nó sẽ hết. Bắt từ ghê quá. Nói chung là tụi em phải nhanh ra mà tụi em chưa đi này. Ủa vậy hả? Ờ. Tiếp ngày vậy? Chạy đâu dữ vậy anh Tài? Chạy chậm thôi. Bắt chết nha. Có gì bắt chim cho mày. Nhỏ hơn nữa, nhỏ mà không có ăn luôn xương á. À có mai được á. À có mai anh gọi. Đừng gọi cái mai. Đứa nào, cái mai đứa nào? Anh kéo chứ sao em biết kéo. Đây nè, coi cá nè mọi người. Đây đây đây, đây ra ngoài kia. Rồi, thức ăn. Để em kéo hụt đá nha anh Tám. Không biết vậy à, nào con mà cá kéo này, đâu nghe, thích, thích. Phải giỡn đâu. Đúng rồi, kéo tung ra khỏi biển đấy. Đây có mấy con cá chim nữa, đó, đó. Đó, đó. Cái đó chuyên ra. Bóp cái gì, ông ta bóp kìa. Ủa, họ đưa bóp lên từ hả mà bù nhiều. Cá chẹm á, nó cá chẹm. Cái này, mấy cái này mà bò câu, cần câu mà câu với sướng nè. Chắc anh. Ủa chi vậy? Ơ, cái này cái khác mà. Ủa này giống cá bè vậy? Bè đó, cái chim á. Cái chim. Chim. Âu, nó bắn nước lên đây luôn. Kìa quá trời kìa, có cái bóp nữa kìa. Cái bóp. Ủa, mới thấy con gì xanh xanh giống con máy vậy? Ủa. Cá xanh, cá xương. Cá xương. Không phải. Rồi. Cái xanh. Mới thấy cái màu xanh, cái màu xanh, cái gì xanh lè á. Xương xanh là bên trong cái xương nó xanh. Cái bè sao xanh dữ vậy? Ồ. Con kia xanh lè mà. Bè mấy loại cá chim với cá ấy nữa. Anh Tám nuôi cái này là mình nuôi hay là mình rộng? À, bây giờ có cá mai không anh Tám? Cá mai này anh Tám ơi. Đó, cá bóp đó, có mà hai cái giờ. Cá mai thiên nhiên đi. Cá mai là anh Tám anh bắt giùm mình. Dạ. Ừ. Còn cá mốt là chưa thấy ăn được. Cá mốt là ngày mai. Cái mai anh Giang làm gỏi hả? Không, làm mốt khác. Gỏi nó thường gỏi cho em ăn hoài đúng không? Dạ. Ăn mốt khác chứ. Nè, chờ anh Tám anh ra tay nè. Giờ bắt đầu à, anh nổi chiếc xe hai thì của anh lên mới kéo nổi. Đó, huyết huyết, hay quá.
chưa? Hoành tráng quá à. Ồ, nhìn giống một phim này. Ồ, to ơi. Wow. Hoành tráng quá à. Đây là cái lưới mà anh Tám mà anh lấy chiếc xe hai thì á. Anh kéo mới nổi chứ cái tay sao kéo nổi. Tay không kéo nổi chứ. Tay sao kéo nổi, ghê chưa? Sao thấy con cá nó chơi vậy? Em cũng thấy nó ý là lúc nãy. Đó là dấu hiệu ban đầu của trai xấu. Ghê, rồi, chàng trai kìa. Đó, chàng trai lấy cá chưa mọi người? Chàng trai đang lấy cá cho mình đó mọi người ơi. Như tháo mấy cái chỗ. Có chàng trai lấy cá mai. Khó nhau mà dễ nha. Giờ đơn giản đâu. Nào, lái được cái ghe đó ra đó không? Đó là một chuyện rồi đó. Giờ đưa anh Quỳnh chắc ba thì chưa lấy được cá nhưng mà giỡn đâu. Chắc phải đào tạo em thời gian. Đó, người ta đưa xuống cái lỗ đó. Đó, chồng ta lấy vô cho mình. Hoành tráng quá. Ủa sao anh thấy cậu làm nhanh quá, khả năng là ít cá nha mọi người. Anh Tám, thấy cậu này làm nhanh quá, ít cá anh Tám. Còn được 12 con không anh? Ủa bình thường mình thả có cái gì không anh Tám? Bằng đi mà thả cái mai không, cái mai là... Một lần nhiều nhất được nhiêu ký? Cũng 5-6 ký. Wow. Đúng không? Em biết rồi, em biết rồi. Ủa nói còn chưa ra mà sao ông ác vậy ông ơi? Mọi người coi nè, con ông chưa ra mà ông cho. Ông thả lưới nhỏ luôn. Anh bị nhầm luôn anh. Trời đất ơi, thiệt tình ông Tám này. Con nhỏ bị trùm lưới luôn kìa. Không anh Tám lâu không bây giờ lần tiên lên đi cứu rối mà. Nhỏ thì phải cái mai mà ông lưới nó. Anh Tám. Bình thường là anh lưới là khoảng chừng 50-60 kg. Cái mai. Mà sao bên đây ít vậy? Bên đây xuống gió nè. Nằm sâu lặng. À có gió là không có cá. Trời đi mà mình đi mình châm đèn á. Tàu nó ké nó tụ lại. Tụ lại cho mình gửi đi một kéo lên. Ké một cơm là đủ thứ. Vậy hả? Xui là cái ngày mà không có gió mình xuống một lần có mực nhiều không? Có chứ. Ở mùa nó có một con nữa nó vô mực lé coi. Rồi mình bán chứ mình ăn gì hết. Chứ bữa rộng bán cho khách đầy rộng đó chứ. À tức là mình, nhưng mà cái mai mình có rộng được không? Không cái mai không rộng. Ờ, cái mai chết rồi. Mai chết lên là làm liền, làm đổi liền. Rắc cái mai mình có cần làm bụng ruột vậy hay là ăn luôn? Làm chứ, làm mấy rồi chứ. Làm rút xương ra rồi. Không, em cần rút xương, em đâu làm gỏi đâu rút xương. Ừ. Nhưng mà cái ruột nó có sạch không anh? Mình có. Đâu, đây ghê vô, ghê vô. Cái mai sạch lắm. Em cứ theo anh Tám ơi, hai đứa đâu đây nè. Đây. Quê vô. Và cá xương xanh nữa nè. Nó đủ thứ luôn. Ủa, con cá bóp nhỏ nữa nè. Cua hay con gì đó nhỉ? Đúng rồi, nó ngạnh á, nó có ngạnh, nó gai, nó ghê lắm á. Nhá, nó là nó chết liền không anh? Con kiếm rồi ta. Cá giò nè. Giống con đục á. Con này là gọi là con gì anh? Đây là con ghẻ. Ghẻ á. Nhìn lạ hả? Học trò. Học trò. Cá đục nè, cá đục nè. Cá đục. Cục đá. Cá xương xanh. Con này mà là ăn sống thì thôi, thứ nào chịu nổi. Không phải cái kiếm à. Không phải cái kiếm đâu. Nè, cá mai nè, con này là cá mai nè. Cái kia là bắt trước đúng không anh? Ồ, nó tươi, đã không? Trong veo nè. Cái này mình sẽ bỏ cái đầu đi. Thấy không? Cho anh bỏ cái ruột đi nữa. Đó, làm không, em làm món khác không cần đến vậy luôn. Con này ngon lắm luôn á. Rồi thôi, mình lên đường. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị về chỗ nấu ăn mọi người ạ. À. Mà đang rất là lắc lư mọi người ạ. À. Quá lắc lư mọi người ạ. À. Ở đây là người ta nuôi trồng rất là nhiều. Nên ghe là phải biết đi. Đúng rồi. Chứ không đi sai chỗ là phải đi vô lưới người ta. Vâng. Người hầu đầy luôn mà mấy cái... Dây cái nhiều lắm. Vâng. Nha Trang nó đẹp, nó cả núi cả biển nó đẹp. Đây là nơi chúng ta sẽ nấu ăn và thưởng thức. Tới rồi mọi người ơi, tới rồi. Cảm ơn Tám nha, tạm biệt Tám. Đi đâu vậy? Hai chồng đi đâu vậy? Nấu ăn ngoài đây mà.
cả mọi người cùng chúng tôi bước vào một cái set nấu ăn ngay sát bờ biển dành cho một cặp vợ chồng. Nói nhẹ đi kệ cười duyên đối với trái tim em phải qua bao thử đầu tiên, bỏ lại hết ô lo cho con tim rung chuyển, theo anh đi khám phá tất cả món ngon ba miền. Em thích đồ chiên, em thích heo thì hít vào thở ra sống chậm nhai kỹ món chính tráng miệng và cả món khai vị. Nhưng mà khoan, dừng lại đó cho anh selfie. Vang ca cùng mình gian ca đây. Yeah. Mời hai vợ chồng vô đi qua hai vị ca. Tuổi gì em? Tuổi gì? Tuổi con rắn. Tuổi rắn không phải? Dạ. Em tuổi gì? Tuổi chó. Chó. Tuổi tuất. Chó sang động em chưa? Con thì con chó với anh. Đúng rồi, ai đó con tuất đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai món cá mai. Mình sẽ trộn với cái đây là khoai môn sáp. Khoai môn sáp. Ra mình trộn với bột chiên giòn để mình cuốn bánh tráng mình chấm. Chưa ăn bao giờ? Chưa ăn bao giờ. Còn cái này thì mình sẽ nấu hành ớt cay để mình húp cho nóng. Ở nhà ai nấu ăn? Ai chúng em luôn. Rồi. Ai làm nước mắm ngon? Em làm được. Rồi, mời. Dạ. Nhanh mà, nước chấm thì nhanh mà. Nhanh mà. Mà anh làm cũng nhanh lắm á. Nhiều khi em chưa làm nước chấm xong là anh nấu xong rồi đó. Đừng đùa. Nghiêm túc. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn bột. Anh lấy tập. Thở với ớt. Hai miếng tỏi, hai ớt được rồi. Em tỏi, ớt, chanh, đường. Nhiều nhiều đi. Một rác đầy đủ được. Đây đã. Hai chồng làm gì hả? Mắm. Mắm, ok ok. Hợp lý quá trời. Chúng ta sẽ dùng một ít bia. Nó sẽ ngon hơn. Nó giòn mà nó thơm hơn. Hơn là việc chúng ta dùng nước lọc bình thường. À, cái này em mới thấy đó. Bột gì vậy? Mì. Đây là bột chiên giòn. À, bột chiên giòn. Hai lon hả anh? À, một lon thôi chứ. Hả? Mình trộn. Đường này chắc nước tầm lon cũng đủ. Ủa, hai chồng làm đi chứ sao? Thì nhanh mà, nó nằm ở đây, sau này bên trên chỉ giá là xong rồi. Em cũng quan sát anh làm thì có gì hay không nhỉ? À, ok. Về nấu lại. Ờ. Đừng xếp lại bột ngọt. Bình thường mình dễ mắm có bột ngọt đó. Xíu vô xíu à. Được thích mà sao cãi ta? Chồng nói mà sao dám cãi? Ở nhà anh nói chuyện mà vợ anh cãi lên. Ghê vậy? Trời trời. Chờ bật tay. Có giỡn với anh được quên. Khiếp quá. Bối rối quá, em chưa đi anh nấu kiểu này bây giờ. Vậy hả? Em chẳng biết làm gì luôn. Chẳng biết làm gì hả? Để bây giờ anh chỉ em nè. Vâng. Em cắt cho anh một hai miếng đậu hành với là một hai củ đen tải trong nước giùm anh đi. Ờ. Hợp lý không? Vâng. Xách nhỏ xíu hả? Cắt là cắt cái đầu hành thôi. Cắt cái đầu hành thôi. Cái này thôi gì? Ừ. Rồi cắt làm tư cái cục hành, cái củ hành đỏ cho bỏ trong kia. Anh hay làm cái này. Rồi, một củ anh. Đó. Cho nó ngọt nước thôi ha. Đúng rồi. Cho miếng bột đi đây Quỳnh. Xịt quá cũng giờ anh nha. Lỏng quá thì nó không có dính. Không dính. Anh ơi gì được chưa? Được. Thêm quay. Thêm chứ nhỉ? Thêm chứ. Thích quá. Rồi, ok ok. Nước mắm chiên xù đó, cái chai nắp đỏ đó. Chế chén không? Chế nước mắm này chế luôn. Chế vô luôn. Mái đi em. Bữa nay em viết bài thì hay, em đưa Mỹ Tâm hát đó Quỳnh. Anh thích giọng chị Mỹ Tâm ha? Mỹ Tâm hát hay mà. Thì tất nhiên rồi, giọng chị Tâm tuyệt vời rồi. Bữa Mỹ Tâm có mời anh hát chung mà anh từ chối á. Ghê. À. Mình phải có giá của mình chứ. Không phải, anh sợ hư bài của người ta. Khoai này thường thấy anh nấu curry thôi đúng không? Khoai này. Ủa, em thấy anh nấu curry không mà. Curry. Ủa lạnh mắm đi chứ? Rồi xong rồi. Xong rồi nè anh. Bây giờ có làm gì nữa đâu anh? Dưa mắm, tỏi, ớt, chanh. Ủa vậy xong rồi hả? Bây giờ anh muốn làm sao nữa? À, tí nhanh vậy. Chanh vô thôi. Cùng lắm thì còn một loại nước mắm nữa thì người ta sắc cái này vô. Anh biết cực của Thái Lan đó ha. Nhưng mà bây giờ mình đâu có loại chấm thế đúng không anh? Đúng rồi, mình đang ở Nha Trang mà phải ở Thái Lan. Cắt miếng chanh anh. Nhìn cắt chanh là biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi, cắt chanh Đức là biết nấu ăn rồi. Ờ. Ông ấy bà, nếu mà bình thường người ta sẽ cắt
ngang. Mình cắt dọc cái này để lúc sau mình vẫn có thể cắt tiếp được, nó không bị đắng. Đúng rồi. Nếu cắt ngang là hư quả chanh luôn. Ừ, hay quá trời. Rồi, chúng ta sẽ cho bột nó nhuyễn, nó mịn ra. Giờ cho mở cái này lên. Được không? Ừ, mở bếp lên giùm anh đi. Cho nó khô, có chả xong đổ dầu vô. Dặn qua trái. Dặn trái ạ. Rồi. Ồ, rồi. Lâu rồi em mới đụng đến bếp gà thịt. Ủa, chứ bình thường nó bếp điện hả? Bếp điện không ạ? Cái này chắc là nhiều cho anh hả? Cái này hết cái nô tô này không? Hay hết đồ luôn á. Ồ. Cẩn thận nha. Ủa, chưa khô chả mà. Khô rồi. Khô hả? Vâng. Rồi từ quy định khô rồi. Rồi. Chào này, nó quý sướng này. Chúng ta sẽ bỏ một ít cái này vô đây. Giống bánh khoai ha, giống là bánh khoai. Trời, tôi ghê mọi người. Nó trong veo luôn á. Nhiều ít. Nhiều nha. Cái này ngon. Cái này ngon, à ngon thì thêm. Lần đầu tiên biết món này luôn. Tụi em ở đây á, tụi em chỉ ăn gỏi cá mai thôi. Chứ tụi em chưa ăn chiên thế này. Giờ anh á thì anh làm món này á là bán nhiều khoai. Khoai với cái khoai này chiên ngon lắm. Bên nấu ăn kiểu này thích nhỉ? Quá thích luôn. Ủa, ở nhà là hai chồng cùng nấu luôn hả? Ngày nào rảnh, ngày nào người đấy nấu ạ. Còn bình thường đi ăn ngoài hả? Không, tức là tụi em cứ thỉnh thoảng. Nói chung là hiếm khi ăn ngoài lắm. À, hai chồng là thay viên nhau nấu. Vâng. Còn món bình thường thì Quỳnh nấu, còn món nhậu thì em nấu. À. Thì bộ hai đứa qua làm phụ được không? Được. Anh muốn làm sao nè? Thì kiếm cái đồ làm đi chơi vậy đó. Vâng. Vâng. Quỳnh nói chuyện vui ha. Này. Lửng là lửng vậy đó. Này. À. Hay là điểm lấy cái điểm trừ cho. À, ở đâu thể trừ nhanh như thế được đúng không anh? Một cái mình làm mấy con cá đây. Ít nhiều là nhiều, hỏi gì vậy? À. Đúng rồi đó Quỳnh, trời hay quá Quỳnh ơi. Em đúng là mẫu người ngon của gia đình luôn á. Hát hay, sáng tác giỏi, kiếm tiền. Giờ còn biết nấu ăn nữa. Còn biết chiên cá nè. Còn biết chiên cá nữa. Ở nhà có hay cãi lộn không? Cũng phải thỉnh thoảng có chứ anh. Ai đúng này trai? Thì có bao giờ em đúng đâu. Thì có bao giờ em đúng đâu. Thì có bao giờ em đúng đâu. Phải như thế nó mới xong được việc anh ạ. Đúng rồi, chính xác đó. Cãi gì cho mệt anh. Đằng nào nó cũng phải thế mà. Đúng. Chạy ra cho thoát lưới trời đúng không? Vâng. Thì thôi mình sai từ đầu đi. Nó đỡ mệt chứ đúng không? Đúng rồi. Bé nó hiểu vấn đề rồi. Hôm nay học được chiêu là lấy bia trộn mấy cái này. Nếu mà ăn ngon thì em sẽ phải ghi nhớ. Không mà. Vâng. Cái đó em chưa biết luôn. Cái châu Âu người ta chiên bột, người ta trộn nước lọc lắm, trộn bia mà. Cái này biết là đơn giản là chiên xong, vừa chiên xong biết làm gì không? Xịt miếng tương ớt lên là tê tái luôn. Khỏi cần làm gì nhiều. Cái này xong công việc nó trục trặc mình. Lao lên một xe như thế này mình bán cũng được. Anh sẽ vớt đu qua. Như là lấy cái kia. Dễ mà. Quỳnh thích ra khéo tay ha. Quỳnh đó là khả năng là những cái việc mà cần sự tỉ mỉ chỉnh chu rất là Quỳnh là số 1 á. Là nói chung là em cũng được. Mấy người viết nhạc mà cái lời nó tự sự của em là kiểu vậy đó. Hồi trước vậy em có viết nhạc vui bao giờ không? Có chứ anh, mọi người ta vui mà. Cái bài đó là cái giai điệu vui nhưng mà tâm sự là buồn.
Như em đó là vợ người ta mà chú vậy. Nói cho cùng là thì phần lớn nhạc em là buồn. Đúng rồi. Tâm sự nó là buồn. Nói chung khi mà cố vui thì cũng vui được. Nhưng mà nó không phải chất của mình đâu. Nó là cố, vâng. Từ từ em, cái này hơi nhiều này. Chắc phải bây giờ nè. Bây giờ tôi sẽ cho hai vợ chồng thử nha. Để hai chồng biết nó ngon cỡ nào. Chứ không phải đơn giản đâu. Đây, từ đó chín xu. Bây giờ cầm cái đi. Tùy chọn. Đúng chưa? Ông chồng cầm cái đi, tùy chọn. Dạ, yeah, ok ạ. Quý quá nhỉ. Lần tìm ăn món này. Thử đi. Cũng ngon vậy. Sao? Ngon quá anh. Ngon. Ngon. Cái khoai này là lần đầu tiên ăn chiên này. Nhờ cái khoai nó mới ngon được vậy đó. Dạ. Này này nhậu là chỗ bầu quá nha. Ừ. Chứ phải giỡn đâu. Này công việc không ổn định làm xe bán được. Nãy giờ cái đòi công việc không ổn định làm xe bán hoài. Ok không? Cái này là lát nữa nè, mình sẽ để mình cuộn trong cái rau sống bánh tráng, mình chấm nước mắm hồi nãy em làm á. Nhức nhói tâm gan. Thật ra em cũng rất là thích nấu ăn nha. Em đối với em nấu ăn giống như là một cái cách khác để mình sáng tạo cái gì đó. Đúng rồi. Xả stress nữa ha. Vâng. Cục công việc mình nó hợp. Đặc biệt là khi mà nguyên liệu mà nó thiếu tùm lum á, mình chế bát nháo ai dù là. Bát nháo, chế bát nháo mà. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta có nước đã sôi. Chúng ta bỏ lên vào ít tiêu. Ớt. Nhiều ớt thì nó mới ngon nha mọi người. Thêm hành vô. Một ít hạt nêm chín xù. Một hai hạt đường phèn. Quá ngon mọi người. Rồi. Đủ cay chưa? Đủ cay cho cá vào. Không ngon không lấy tiền. Rồi. Như vậy là 2 phút nữa thôi sẽ có 2 món và chúng ta sẽ dọn ra bàn thưởng thức thôi. Nhanh ha. Nhanh ha. Nấu cá nó nhanh. Cá nó nhanh lắm. Rồi. Trước khi xuống chúng ta cho vài giọt nước mắm chín xu vào cho nó đậm vị. Đây là rau răm. Rau răm chín. Chín rồi. Cái là chín rồi kìa. Đẹp vời. Không, anh nhìn đến vàng chút. Nóng. Nóng, em đứng xích ăn đi. Đứng ngoài biển mà còn nóng rồi. Nấu ăn kìa. Đã xong. Canh xong nha. Ê, chảy kìa. Chưa. Chạy rồi. Chạy rồi không gặp ra là chạy rồi. Đó. Vàng. Rồi. Nhanh chóng luôn anh ơi. Nhanh chóng. Đây. Xong luôn rồi anh. Xong luôn chứ. Rồi, lên mắm thôi mọi người ơi. Rồi, ngày hôm nay là bữa cơm thân mật. Cảm ơn hai chồng đã đến chương trình của chúng ta. Thì có gọi là cá mai lăn bột với lại khoai sọ. Khoai sọ. À, khoai sáp. Khoai sáp. Đó, mình chiên giòn. Còn đây là cái giò mình nấu với lại ớt và rau răm. Ừ. Vô. Cái này mình không cuốn, mình chấm chín xu cũng được. Còn tôi khoái cuốn.
Dạ. Tôi chấm nước mắm. Đó, hai chồng ăn đi nha. Vâng, vâng. Ừ. Mời anh nha. Đừng ngại nha. Mình cũng ăn giống như anh đi. Đó. Thế là ở nhà hai vợ chồng cũng thích ăn đồ cuốn lắm. À vậy hả? Luộc thịt heo rồi cái gì đó. À. Rồi cuốn ăn. Cuốn ngon mà. Dưa leo nè. Cái bát chén anh bị vỡ. Em nhúng lại để một chút xíu nữa. Không, nó bị vỡ. Ui ơi, tôi lấy cục này nha mọi người. Cục này hiện tại có 4 con cá nha. Cục này là chắc chắn là quỳnh lại phải tôi làm. Anh là cứ phải đúng 3 con à? 4 con lận. Ôi ôi, cá trắng phéo đã. Cá tươi, đúng mình. Mà con cá này nó có cái đặc biệt là nó đâu có thể bảo quản được lâu đâu. Đúng rồi. Vớt lên tí là chết à. Cho nên là muốn ăn tươi là vẫn phải ra vùng này. Đúng rồi. Cho tôi miếng nước mắm cho được không? Đây. Ừ. Giờ chắc mình chế mọi người miếng nhẹ hả? À đúng rồi, sao tôi cho tôi miếng trước đi. Tôi bị chấm gì hết nổi rồi. Cái bánh tráng này khó cuốn quá hả? Bánh tráng này cuốn dở quá ha. Bánh tráng này không có cuốn, không hấp dẫn. Cuốn nó bị bể. Này em lên đây chế chấm không? Được. Mà em cuốn không được chồng mà. Chín. Em cuốn đâu có được đâu. Hai cái. Bị bể. Chắc em phải làm, em phải làm từ thôi. Mà anh bỏ đồ ăn vô chưa? Chưa có cái ấy. Nó phải có một lúc cho nó mềm rồi. Cá nó béo, giòn. Công nhận phải nói 200 là đúng mắm. Mặn thiệt. Hồi xưa mình có chàng trai viết lên cây rồi, mình nhìn có chàng trai viết lên ghe hay là lên tường bê tông hay gì không? Nếu như hồi mình cười con nít thì mình viết ở đâu mình chả viết anh. Nhưng mà cái cây nó là hay nhất để đưa vô. Đúng rồi. Chứ nếu mà em sáng tác cái bài có chàng trai viết lên tường thì nó không hay. Mà hồi xưa đúng là gạch lên cây ha. Vâng. Thật ra em khá bất ngờ là lúc mà em viết như thế, em cái bài hát nó khá hay nhá. Chỉ vẫn có một số bình luận, ủa tại sao lại viết lên cây? Ừ. Tức là em mặc định trong đầu là bạn nào hồi nhỏ cũng viết trên cây hết. Đúng. Nhưng mà thực ra có một số người không. Tại đây ở thành phố á. Dạ. Bây giờ tôi sẽ lấy một miếng. Tôi không cuốn nữa. Tôi chấm tương ớt chiên xuống. Thật sự ngon mọi người. Trời sụp. Đó là cái cá đồ mà nó đang nguyên liệu nó tươi á hả? Nấu cái gì cũng rất là dễ. Nấu cái gì rất là ngon. Rồi, đây, mời Phát Quỳnh thử trước nè. Cảm ơn anh. Ừ. Em thử trước hả? Đưa cái tô để anh hút cho bà vợ luôn. Đó. Có chừng xương nha. Đó. Chết rồi. Chưa thấy nấu kiểu này bây giờ ha. Rau răm với lại ớt với hành. Dạ. Cảm ơn. Tốt quá. Trời đất tươi. Tới con chuyện luôn. Rồi, mời. Rồi. Cũng đi. Chả đặt đó. Ngon quá. Ngon. Vì thử sang cá. Cái này nó giống như là ghẹ ha. Cá mà ăn giống mấy cái đùi ghẹ. Đúng rồi, ừ đúng rồi. Cái thịt này nó dai mà nó ngọt lắm. Ngon kinh khủng quá. Ừ. Cái giò nấu cái này ngon. Cái giò cũng sống mấy nấu cái này ha. Tụi em hay nấu cái cá này với lá giang. Nhưng mà nấu cái này ngon thật. Ngon chứ. À, quá trời ngon lắm mọi người. Ngon. Ở biển ăn nóng nóng đó này. Phê. Tiếng sóng vỗ bờ nữa chứ. Còn gì hạnh phúc hơn. Tân giai nhân nữa. Tân nương tân. Tân hôn. Tân hôn. Đây là kiểu nấu của người Quảng Nam của tụi anh á. Ừ. Đồ răm ớt. Bảo đảm
giữ trọn vẹn mùi cá. Đúng rồi, mùi cá. Ngon. Ngon. Thức nóng để. Cái thịt ngon xuất sắc. Sống bớt lên. Ngon. Đây mà em xem lại cái YouTube này có thể anh bỏ bao nhiêu cái thứ trong đây. Ngon. À lúc nãy em trang trí em đâu dòm được. Đúng rồi. Thì anh bỏ ba thứ. Một ít hạt nêm. Một ít nước mắm. Yeah. Đó. Và mấy cục nhỏ nhỏ đường phèn. Không á. Hôm nay quả là tuyệt vời. Mặc dù thưa quý vị là lúc mà mới đó, là nó mưa tầm tã lúc mà Quỳnh còn ở đây trước chờ anh nè. Anh đi từ hôm kia ra xe cộ là phải kéo chiếc 16 chỗ là không đi được luôn. Dạ. Lấy chiếc bán tải kéo lên trên chốc mới đi được. Dạ. Nhưng mà cuối cùng may mắn là đi được. Mà đến giờ này vẫn ok trời. Hồi nãy bọn em lái tới cũng mưa quá trời mà. Đúng không? Dạ. Anh em camera đi làm mấy chương trình thì cực hả? Đâu cực gì đâu. Ngồi xem ăn buồn. Ngồi xem ăn thôi đâu cực. Nút cái khé hoài chứ đâu. Nó chắc cũng là một dạng trê tấm. Trê tấm, một dạng trê tấm. Rất là ngon, hôm nay rất là hài lòng. Cảm ơn vợ chồng Quỳnh đã đến với anh. Dạ. Yeah. Chương trình. Cảm ơn anh và chương trình đã mời vợ chồng em. Thank you. Có một bữa ăn. Cảm ơn anh. Rồi, chúc cho cái công việc sáng tác của mình ngày càng thuận lợi với nhiều bài hát ít hơn. Vâng. Nếu mà có bài hát hay thì nhớ đừng đưa anh. Đưa anh hư bài hết. Cảm ơn hai chồng nhiều nha. Chúc cái công việc làm ăn cũng như cái hạnh phúc gia đình nó sẽ mãi mãi là vững bền ha. Vâng. Quan trọng nhất là anh nghe nói hai chồng cùng nấu cùng ăn là anh rất là vui, tại vì sao cái bữa cơm gia đình nó quan trọng kia. Yeah. Hai chồng cứ ăn cơm chung gia đình, ăn cơm chung phải nấu rồi hàng ngày ngồi ăn vui. Vui cả ngày, có gì bắt đầu tâm sự với nhau. Yeah. Đó là nó giải tỏa được nhiều thứ. Và cũng cảm ơn Vinsu đã đồng hành cùng với Trần Giang trong chương trình Muốn Ăn Phải Làm Vào Bếp. Cảm ơn rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Vô tiếp. Em thích lắm mấy đứa ơi. Nhỏ đâu. Thích mấy cái đồ. Em thích mấy cái đồ này giòn giòn. Anh cũng no rồi. Em no. Không, anh ăn bữa trưa trước.